Siêu 703 trong ngày hôm nay thì lại tiếp tục cập bến về được một lô 506 Sasaken trong buổi sáng sớm ngày hôm nay. Thì ngoài trời vẫn đang rất là mưa này, mưa gió thì cập bến về được một lô khoảng tầm 30 con đấy, để phục vụ tần lẻ bác trong dịp thời điểm hiện tại này. Và lô trong lô đợt này thì bên em đánh giá với cái mặt hình thức của nó thì rất là ok này, và tiện đây thì mở luôn cái nội thất ruột gan của một con ra cho các bác tham khảo với cái lô mới này. Các bác có thể tham khảo nhé. Dòng này thì nó chạy 8 Sasaken, nguồn đồng 100%, và đối với dòng sản phẩm này thì tất cả đều lúm béo hết. Và bên em đã phân phối về cho ra ngoài thị trường dòng sản phẩm 506 nội địa chung Sasaken này rất là lâu rồi. Và đã được các bác tin dùng và ủng hộ rất là nhiều, phản hồi rất là tích cực luôn. Các bác nào mà đã sử dụng và đã sở hữu qua rồi thì gần như hoàn toàn đều có những lời khen về dòng sản phẩm này. Trong cái phân khúc giá tầm tiền hàng nội địa chung thì nó rất là tuyệt vời các bác nhé. Chất âm, kể cả về chất âm này, với công suất của nó, công suất của con này thì nó đủ khả năng để chơi thoải mái hai cặp loa bát 30 các bác nhé, đủ khả năng. Còn nếu mà để thoải mái ra thì một cặp loa 25 và một cặp loa 30 vẫn thoải mái cho các bác luôn, chơi hai cặp loa. Đấy, và các bác nào mà khoảng không gian gia đình mình khoảng tầm 35m² đổ lại thì chơi con âm ly này cũng khá là ok trong cái tầm tiền hơn 4 triệu đồng một chút. Và tiện đây thì bên em thông báo luôn, trong lô hàng đợt này thì bên em giảm giá trực tiếp tần thể các bác từ 4.500.000 xuống chỉ còn có 4.300.000 đồng với 20 con các bác nhá, với 20 con trong lô hàng đợt này. Đấy, giảm giá từ 4.500.000 xuống chỉ còn có 4.300.000 đồng và bao ship code toàn quốc cho toàn thể các bác nhé. Đấy, và chỉ duy nhất trong lô hàng đợt này thôi, bên em để cho các bác cái mức giá nó mềm như vậy. Đấy, có là quan tâm thì nhanh tay liên hệ qua số Zalo và số điện thoại 0366 417 927 để được bên em tư vấn chi tiết các bác nhé. Đấy, các bác có thể tham khảo này. Vỉ mạch hoàn toàn là vỉ mạch DS cắt góc đỏ nhá. Con chip vào 50195. Đấy, linh kiện đều là linh kiện xịn của Hàn thôi. Đấy, chip của nó đây. Đấy, chip của nó là nằm dưới cái tầng thứ 3 này các bác nhá. Đấy, nó em không có góc quay nên các bác thông cảm cho em. Bên em đã có quay những cái video chi tiết về con chip của nó rồi. Đây, bên em thử soi đằng này xem nó có rõ không nhá. Đấy, con chip nó sẽ nằm ở hàng thứ 2 này. Cái hàng thứ 3 này. Đấy, em quay điện thoại không có góc quay, có thông cảm giúp em. Và nguồn là nguồn đồng 100% luôn cho các bác, nguồn đồng 100% nhé, rất là lặng luôn. Đấy, các bác có thể thì nhìn này, nội thất ruột gan thì cực kỳ đẹp rồi. Đấy, các bác nhớ, đối với dòng sản phẩm này thì bên em vẫn đảm bảo tổng thể các bác là bảo hành 1 năm nên các bác cứ hoàn toàn yên tâm. Và đặc biệt là zin 100% nhé, hàng zin luôn, hàng zin 100% lúm béo này. Đấy, và chạy 8 Sasaken mỗi bên này, mỗi bên tản nhiệt này, mỗi bên tản nhiệt này là 4 con. Đấy, nguồn đồng rất là nặng luôn. Đấy, vỉ mạch và cũng như tất cả linh kiện của nó đều là linh kiện xịn hết. Đấy, và các bác quan tâm thì có thể liên hệ nhé. Đây, lúm này, lúm béo này. Đấy, dòng này thì hình thức của nó thì nó mới rơi vào khoảng tầm 90% các bác nhé. Hình thức mới trên 90%, có những con đẹp nó phải rơi vào 95-97%. Đấy, hàng này là hàng nội địa chung bên em nhập lướt. Thế nên là hình thức nó rất là mới. Các bác nào quan tâm thì nhanh tay liên hệ nhé, số lượng chỉ có hạn thôi, khoảng tầm 15-20 con gì đấy thì bên em mới để cái mức giá như vậy. Các bác nào quan tâm thì nhanh tay liên hệ lên với số điện thoại và số Zalo của bên em để bên em chọn cho các bác những con đẹp nhất và ưng ý nhất các bác nhé. Với cái dòng sản phẩm 506 Sasaken thì bên em đã phối ghép và test nhạc cho các bác rất nhiều đối với những dòng loa phổ thông của bên em như Boost 301 này. Đấy, Pure S850 Pro hay những dòng sản phẩm cây 512 xịn, Passion 12. Và đặc biệt con này thì rất gần như nó rất là lành, phù hợp với tất cả các loại loa luôn. Và đặc biệt có thể kéo được hai đôi loa cho các bác thoải mái luôn, nên các bác cứ hoàn toàn yên tâm. Các bác nào quan tâm thì nhanh tay nhé. Video cũng khá là dài rồi, có khi bên em xin phép kết thúc video tại đây. Một cái video nhanh nếu bác là thông báo hàng về và giảm giá khuyến mãi với 20 con âm ly 506 Sasaken. Và xin chào tất cả các bác, hẹn các video sau. Xin chào tất cả các bác.